Vâng, một lần nữa xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị. Chúng ta cùng quay trở lại với buổi giới thiệu xe ngày hôm nay của showroom Cây Xe Đam Mê. Và đã bao giờ quý anh chị có thể trải nghiệm một mẫu xe thiết kế dành riêng cho các ông chủ chưa ạ? Nếu mà chưa thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một mẫu xe vừa hiếm vừa độc nhưng mà thực sự là vô cùng đẳng cấp, đến từ một thương hiệu nổi tiếng của Nhật. Thì trước mặt quý anh chị hôm nay, bên em đang mới về một chiếc Mitsubishi Grunder sản xuất năm 2008. Xe được trang bị số tự động, động cơ 2.4. Có thể nói đây là một cái mẫu xe làm đối thủ của dòng Toyota Camry. Nhưng thật sự là quý anh chị chúng ta phải ngồi lên trải nghiệm và sở hữu chiếc Grunder này thì các anh chị mới thấy thực sự là Camry cũng không thể nào mà so sánh được với chiếc xe này ngày hôm nay các bác nhé. Vậy thì với chiếc xe Grunder 2008 vừa mới về của bên em này, có những cái ưu điểm và những cái đặc điểm gì vượt trội đến như vậy? Thì xin mời quý anh chị chúng ta có thể cùng đi vào chi tiết của chiếc xe để đánh giá được cái chất lượng cũng như là đánh giá được những gì mà chiếc xe này nó mang lại cho quý anh chị trong ngày hôm nay, được không ạ? Grunder thì có thể nói là một cái mẫu xe phân khúc hạng D. Tuy nhiên đây có thể coi là một chiếc xe có cái chiều dài lớn nhất trong cái phân khúc hạng D ở cùng đời 2008. Vâng, với một kích thước lên tới hơn 4,8 mét, chiếc xe nó mang tới cho chúng ta một cái form dáng nhìn nó trường xe, nó đầm và nó chắc, đúng không ạ? Và có thể nói chiếc xe này nó hội tụ gần như toàn bộ những gì tinh túy nhất của thương hiệu Mitsubishi Nhật Bản. Mitsubishi cũng là một cái thương hiệu không hề kém cạnh so với Toyota tại Nhật Bản các anh chị nhé, cũng như ở trên thế giới, đúng không ạ? Và các anh chị có thể thấy này, một chiếc xe 2008 nhưng mà tất cả các cái chi tiết từ ngoại thất của xe theo thời gian nó vẫn còn trong tình trạng rất là tốt. Từ cái mặt ca lăng với những chi tiết lẹp chrome sáng bóng theo thời gian. Đặc biệt là chiếc xe này, các bác có thể thấy là hệ thống đèn pha của chiếc xe nó cũng đã được trang bị bóng đèn bi projector rồi. Đấy, và cảm biến cảnh báo va chạm phía trước của chiếc xe cũng có luôn. Tiếp tục thì chúng ta có thể thấy được với một cái bộ la răng 17 inch thiết kế rất đẹp mắt, đúng không ạ? Vừa sang trọng vừa đẳng cấp. Đó, không nhiều mẫu xe cùng đời nó có thể có cái thiết kế này đâu các bác nhá. Và đi kèm với đó thì xi nhan cũng tích hợp trên gương chiếu hậu rồi. Và đây, xin mời các bác có thể đi về cả phần phía sau để có một cái nhìn tổng thể nhất về chiếc Grunder 2008, một cái mẫu xe phải nói là hàng hiếm trên thị trường hiện nay. Đó, vâng. Phần phía sau thì nổi bật đó là cụm đèn hậu với thiết kế những cái bóng đèn LED rất là tinh tế. 2008 nhưng mà đã có giải đèn LED định vị rồi. Và công nghệ động cơ 2.4 MiVec của Mitsubishi cũng là một cái dòng động cơ phải nói là nổi tiếng về cái độ bền bỉ. Và ở cái phần phía sau này chúng ta có thể thấy là cái đường nét thiết kế cũng khá là mềm mại, đúng không ạ? Phía sau xe cũng được trang bị hai cảm biến cảnh báo va chạm. Và đây các bác có thể thấy là cái tên gọi của chiếc xe này, đó là một chiếc Grunder 2008 các bác nhớ. Và tại sao chiếc xe này nó lại mang tới cho chúng ta những cái trải nghiệm và những giá trị còn hơn cả một chiếc Camry mang tới? Thì đây, xin mời quý anh chị có thể tham khảo luôn cái phần nội thất phía bên trong để có thể thấy được là chiếc xe này thực sự nó quá nhiều những cái công nghệ mà gần như chúng ta chỉ thấy nó xuất hiện ở trên những cái dòng xe hạng sang như là Lexus hoặc là BMW thôi. Đó, từ các cái chi tiết trên khu vực bản tappi cánh cửa, các anh chị thấy này, các chi tiết được ốp vân gỗ rất là sang trọng. Vâng, theo thời gian nhưng mà hầu như tất cả các chi tiết của nó vẫn còn rất là mới. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện rồi. Đấy, có gập gương tự động luôn các anh chị nhá. Và chiếc xe này đặc biệt nữa là được trang bị hệ thống giải trí 12 loa, đi kèm với đó là cả loa trung tâm cho cái không gian để cho anh chị ta có thể trải nghiệm thư giãn khi mà trong cái quá trình di chuyển cùng chiếc Grunder này. Và tiếp tục về phía đây thì các anh chị mới có thể thấy được là chiếc xe này nó thực sự khác biệt so với những đối thủ cùng phân khúc cùng đời. Ghế lái và ghế phụ của xe đều được trang bị là ghế chỉnh điện. Da là da Lapa xịn sò luôn các anh chị nhá. Đây là da zin nguyên bản và chủ nhân phải nói là cũng khá là cẩn thận và giữ gìn khi mà khoác thêm một chút cái áo da bên ngoài để bảo vệ cho nó. Và tiếp tục về phía đây thì quý anh chị có thể thấy là chiếc xe này
2008, nhưng mà có những cái công nghệ mà đến thời điểm bây giờ nhiều mẫu xe nó cũng chưa được trang bị. Ví dụ như đây các anh chị thấy là cảm biến áp suất lốp này. Đấy. Chúng ta có thể chỉnh đèn pha cốt, và đặc biệt đó là cái tính năng chúng ta là có thể điều chỉnh cái độ cứng của giảm xóc trước xe. Đấy, và đây, đèn là đèn auto rồi. Đấy, sonar có nghĩa là cảm biến cảnh báo va chạm phía sau, và một cái tính năng rất là thú vị mà không nhiều mẫu xe trang bị, đó là cái nút này, đó là điều khiển rèm. Đấy, khi mà em ấn cái nút này, các bác có thể thấy là đấy, phía sau này nó sẽ có cái rèm. Đó, đúng không ạ? Em mở máy lên. Đấy, thì các anh chị sẽ thấy. Đó. Vâng, đây. Vâng, các bác thấy xịn chưa ạ? Đó, có cả rèm che nắng phía đằng sau dành cho các ông chủ. Và tiếp tục quay trở lại với khu vực vô lăng của chiếc Grunder. Thì phải nói là với một chiếc xe đời 2008 mà chiếc xe mà trên vô lăng của chiếc xe này nó cũng được trang bị khá là nhiều những cái tính năng. Chúng ta có những cái điều chỉnh về âm thanh này, một cái màn hình tích hợp cam lùi, một cái đầu đĩa DVD. Đấy, và con này được trang bị hai đầu CD các anh chị nhé. Và các bác nhìn thấy cái khu vực cần số của xe đã yêu chưa ạ? Ốp vân gỗ rất là sang trọng và đẳng cấp. Ngoài ra thì xe còn được trang bị cả cửa sổ chơi. Rất nhiều công nghệ trên một mẫu xe phân khúc hạng D, mà có thể nói là các đối thủ cùng đời thì chưa chắc nó đã trang bị cho quý anh chị như chiếc Grunder này mang lại. Và tiếp tục thì xin mời các bác hãy đi về cái hàng ghế thứ hai của xe để xem nó như nào. Vâng, và là một cái mẫu xe phân khúc hạng D cao cấp, thì các bác có thể thấy là cái không gian nội thất của hàng ghế sau thực sự là một cái vị trí dành cho các ông chủ chúng ta ngồi. Đấy, các cái chi tiết từ ghế ra, đấy, cửa gió cho hàng ghế thứ hai, hay kể cả bậc tì tay ở giữa, các bác thấy là họ đều ốp những cái chi tiết vân gỗ giúp cho cái không gian nội thất của chiếc xe nó sang trọng, đúng không ạ? Và đặc biệt đó là ghế da Lapa với những cái mút đệm êm ái, và giúp cho người ngồi sau thực sự là cảm thấy một cách thoải mái nhất trong cái quá trình chúng ta sử dụng mẫu xe này. Vâng, và để tiếp tục có một cái đánh giá chính xác hơn về chất lượng hiện tại của chiếc Grunder này ra sao, thì xin mời các anh chị trước khi chúng ta đi đến phần gầm, chúng ta có thể tham khảo ngay cái phần máy của chiếc xe này, xem tình trạng hiện tại nó ra sao các bác nhé. Vâng, và đây xin mời quý anh chị chúng ta có thể tham khảo tiếp cái phần động cơ của chiếc Grunder 2008. Với toàn bộ những sản phẩm mà kênh Xe Đam Mê khi bán ra thì bên em đều cam kết cho các bác là máy số zin nguyên bản. Đấy, xe không đâm xô và không ngầm nước, và bảo hành 1 năm tại showroom của kênh Xe Đam Mê về phần động cơ cho quý anh chị, để các bác thêm yên tâm khi mà các anh chị đã tin tưởng lựa chọn một cái sản phẩm của bên em. Và với chiếc xe này được trang bị động cơ 2.4 Mivec rất nổi tiếng của Mitsubishi, nó mang tới cho chúng ta một cái cảm giác lái thực sự là đầm chắc và mượt mà, máy bốc rất là phù hợp cho một mẫu xe phân khúc hạng D với trọng lượng khá là lớn. Nhưng mà chiếc xe này thực sự không hề đi yếu một chút nào cả. Đó đặc biệt là nhờ cái công nghệ động cơ Mivec nổi tiếng của Mitsubishi mang lại cho quý anh chị. Các anh chị thấy là cái chi tiết nội thất ngoài ở khung khoang động cơ, chúng ta có thể xem như bên cạnh đây, hoặc là da máy còn rất sáng màu, đúng không ạ? Điều này sẽ cho chúng ta thấy là chiếc xe nó chạy ít và không phải quá nhiều. Vâng, và để có thêm được cái nhìn chính xác nhất về tình trạng hiện tại của chiếc Grunder, thì tiếp theo em xin mời các bác chúng ta hãy chuyển tới phần gầm của chiếc xe này. Phần gầm có thể nói nó cũng giúp cho chúng ta đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe hiện tại nó ra sao, và máy số nó còn zin hay không. Thì xin tiếp tục xin mời các bác hãy chuyển qua phần gầm của chiếc xe này. Vâng, và đây là phần gầm. Và thực sự là đây cũng là lần đầu tiên tôi khám phá mẫu xe này. Và lần đầu tiên thì để cảm nhận chất lượng chiếc xe của hãng Mitsubishi, nó là đối thủ của Camry, thì thực sự các bác có thể thấy sự khác biệt như thế nào. Đầu tiên thì tôi nhìn cỗ máy thì rất ok rồi. Thì cái kinh nghiệm chọn xe qua sử dụng thì các bác đầu tiên là nhớ là cái dòng keo. Dòng keo thì cái dòng đỏ này là đầu tiên này, là dòng zin này. Những con ốc không tháo vặn này là ok này. Đây, máy của nó cái dòng này. Các bác nhớ nhé, khi máy bổ ra thì nó là keo không có dòng đâu nhé. Các bác đi mua xe cũ thì qua sử dụng
thì lưu ý. Và những con ốc thì không bị tháo vặn này, tất cả ốc này ốc zin được. Đấy. Da máy trắng sáng, nói chung là đẹp. Đấy. Nếu chất lượng chiếc xe như thế này thì ok đấy. Dù sao thương hiệu của Nhật đây, từ con ốc này. Vâng, nó zin hết nhé các bác nhé, zin hết nhé. Có máy rất ok. Chất lượng máy thì hiện tại tôi khám phá thì con này chạy thì rất sướng. Đấy. Nhưng chất lượng như thế này thì là phần gầm mà tôi cũng khám phá lần đầu tiên. Thì tôi thấy như thế này là rất ok. Trước hết là máy zin và chất liệu. Đấy, chất liệu của nó là ok, rất được luôn này ạ. Đó. Và hệ thống càng A thì nó cũng là thông thường bình thường như các dòng xe bình thường các bác nhé. Cổ phanh thì to, cổ phanh to, đĩa phanh to, tăng độ bám ma sát, tạo nên sự an toàn mỗi khi phanh. Thì cái này là to này. Càng A thì cũng dày dặn chắc chắn này. Đấy. Càng đỡ máy to. Đấy, to hơn các dòng xe khác để nó ổn định, nó khỏe khoắn, nó chắc chắn hơn thì cái này là ok. Vâng. Đấy, càng mặt càng đỡ máy rất là to luôn. Đấy, thì cái này là ok. Cái này ghi điểm này. Đấy, cái máy ghi điểm này. Đấy. Càng A này cũng to này. Khỏe khoắn thì cái xe này xác nó cũng khá là nặng. Đấy, các bác nhỉ. Đó. Gầm thì điều tiếp theo thì tôi thấy cái hộp sàn. Đấy. Cái hộp sàn thì cũng rất to. Đấy. Đây gầm đây các bác này. Cái này được sơn phủ gầm rồi và cái dầm zin toàn bộ. Cái thứ nhất là không bị va chạm này. Cái thứ hai không bị mục mọt này. Thì cái này nó được sơn phủ gầm đây toàn bộ này. Thì những cái hộp sàn này là cũng to, vững chãi này. Tôn sắt thép thì còn khá dày. Và đây nó bật cái sơn phủ gầm ra thì nó còn trắng tinh, nghĩa là nó còn mới tinh. Đấy các bác nhé. Cái này nó được sơn phủ gầm toàn bộ để bảo vệ gầm. Đây các bác nhìn nhỉ. Đó, đây nè. Những chỗ chảy xước ra thì đây. Đây, đây. Nó mới tinh. Đấy. Đây là cái lợi ích của sơn phủ gầm. Đó các bác nhé. Và ba mô lê đây, tôi giải thích rất nhiều về cái ba mô lê. Ba mô lê zin thẳng thì không bị sập gầm và không bị va chạm từ phía ngoài. Và cái ba mô lê nó là cái điểm đọng nước. Nếu có han mục mọt chúng ta xem ba mô lê là biết. Đấy, tất cả là còn zin mới. Đây, tôn sắt thép bên trong trắng tinh này. Thế này là ok. Đó, hộp sàn. Mọi thứ như thế này là rất chuẩn này. Đây này, trắng tinh này, mới này. Ba mô lê bên này cũng phẳng căng này. Con này thì xác định là xe chạy thành phố đây. Đấy, xe chạy thành phố đây. Nên gần như là cái gầm sàn của nó không bị quẹt. Đấy, nó không bị quẹt, nó không bị xước. Như thế là hay đấy, lợi ích rồi. Bình xăng thì to. Đấy, to. Cũng được sơn phủ gầm luôn. Sơn luôn cả bình xăng. Đấy. Hệ thống treo đằng sau thì hệ thống treo này thì nó được thiết kế là làm mềm và cứng. Thì tôi thấy nó hệ thống treo nó thiết kế nó hơi khác so với cái dòng xe cùng phân khúc chẳng hạn như Camry các thứ. Đấy, đây, đây. Hệ thống treo làm hơi khác các bác nhé. Đấy, làm hơi khác này. Đó. Cái này thì cũng trang bị 4 phanh đĩa rồi. Đây hệ thống treo đây. Đấy. Đó. Bộ sau thì cũng còn mới. Và đặc biệt thì con xe này thì đúng là nó zin tuyệt đối rồi. Các bác cần nhìn đầu chassis thôi. Các bác nào là người thợ nhìn cho em cái. Và những cái miếng xốp đằng sau kia nó cũng còn nguyên bản zin này. Và những cái hộp sàn đằng sau này, cái hộp đỡ đằng sau này. Các bác đi xem xe qua sử dụng cứ xem những cái hộp này nó không cong keo, không bị lắn bóp nhé. Cái hộp là xe zin nguyên bản rồi. Đầu chassis này. Thẳng căng. Thì xe nó không bị va chạm thì đó là kinh nghiệm để chúng ta lựa chọn một chiếc xe qua sử dụng các bác nhé. Đó, lưu ý chúng ta xem được cái phần gầm này nó rất giá trị khi chúng ta lựa chọn xe qua sử dụng đấy. Rất ok đấy. Đây, thậm chí bên cạnh này những cái xốp nó còn nguyên này. Đấy, được của nó đấy. Đây xốp đây còn nguyên này. Con này phải nói là zin, zin bằng tính chất là zin tuyệt đối, chưa bao giờ tháo ra thì miếng xốp nó còn. Gầm được sơn phủ, nói chung là không mục mọt, đẹp. Và đẹp. Và đặc biệt cỗ máy thì tôi thấy rất ổn, con này chạy thì sướng đấy. Và cầm lái rất là thích các bác nhé. Đây, máy móc của nó là zin tuyệt đối luôn. Và tôi thấy chất lượng. Và chất liệu như thế này là được. Rất được luôn. Đấy, vậy thì chúng ta đã có những cái chiếc xe qua sử dụng để trải nghiệm, để đánh giá. Qua thời gian thì mới đánh giá được. Đấy. Chứ không qua thời gian thì quả tội những chiếc xe mới thì không thể đánh giá, mới ra mắt thì không thể đánh giá chất lượng được các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều và các bác hãy tiếp tục theo dõi đi ạ.
Vâng, và vừa rồi thì quý anh chị chúng ta đã cùng em trải nghiệm về chiếc Runder 2008 đến một mẫu xe phân khúc hạng D cao cấp đến từ thương hiệu Mitsubishi. Và các bác có thể thấy được những cái trang bị, những tính năng của dòng xe này thực sự là nó chỉ dành cho những ông chủ thôi, đúng không ạ? Vậy thì bác nào muốn trải nghiệm cảm giác làm ông chủ với chiếc Runder không lo bị đụng hàng như chiếc xe này, và với một cái mức giá thực sự là vẫn còn kém xa Camry cùng đời, hiện tại mẫu này bên em đang chào bán cho các bác chỉ có giá là 380 triệu, thưa các anh chị nhé. Và với anh chị là quan tâm thì xin mời các bác có thể đến với địa chỉ của bên em ở số 3 An Định, thành phố Hải Dương, hoặc nhấc máy ngay bây giờ alo theo số hotline 0935 32333 để bên em hỗ trợ tư vấn chi tiết cho các bác về chiếc Runder 2008 tuyệt đẹp, rất sang trọng, đẳng cấp mà vừa mới về tới showroom bên em, được không ạ? Anh chị nào, vâng, các bác theo dõi, xin các anh chị có thể dành một vài giây trước khi kết thúc ấn giúp em và nút đăng ký hoặc nút chuông để cập nhật đến những sản phẩm tiếp theo của kênh Xe Đam Mê các bác nhé. Và hẹn gặp lại các anh chị vào những buổi giới thiệu xe tiếp theo.